gửi về 100 triệu, cái hỏi làm gì gửi tiền cho mẹ. Làm chú chị gửi về 100 triệu em có gửi cho mẹ không? Em gửi 60 đó thôi. Ủa nhưng mà chờ mỗi lần chị gửi em mỗi lần chị gửi 50 em gửi 50, chị gửi bao nhiêu cũng gửi mà, đâu phải mình nói chị gửi đâu. Vậy chị gửi 100 triệu rồi bữa 30 triệu tiền gì đó rồi chị cũng gửi. Còn mẹ chị lúc giờ đi làm không có nhà ở, không có nhà ở mẹ thôi. Tối ngày lúc giờ đi làm mẹ chị còn trẻ, mẹ em già mỗi tháng em gửi 5 triệu chứ bao nhiêu. Hả chú, cái đụng tới là mẹ chị hỏi là cần 100 triệu là chị phải đưa 100 triệu hả? Mày nghĩ ra từ trước đã là gửi 100 triệu cho mẹ chị tiền rồi đúng không? Lần này cái mẹ chị tiền điện hỏi thêm 50 triệu nữa, trong khi đó là mới thứ hai tuần trước luôn á. Mà mẹ chị mượn mà. Mẹ chị mượn người ăn trong khi rồi. Đó là mẹ chị nói là đưa tiền có tiền không đưa cho mẹ chị chứ mẹ chị có nói mượn tiền không? Mà mẹ chị buồn đỡ khi nào mẹ chị có tiền trả lại cho hai đứa mình. Mẹ chị có tiền trong khi đó là hai đứa gần tết rồi chưa trả tiền lương cho mấy đứa nữa. Trời, 50 triệu trong khi đó ở nhà nói xấu người ta. Nói xấu cái gì? Mẹ tao mượn tiền thì mẹ tao trả thôi. Trời, chừng nào trả? Trời, chừng mượn rồi. Thì mẹ em mượn tiền thì mẹ em nhất định mẹ em sẽ trả rồi. Nhưng mà chừng nào trả? Quan trọng là chừng nào trả, gần tết tới nơi là chị có tiền không? tại vì mẹ chị đang thiếu tiền cây, không có tiền rồi, ta đâu chở cây lên các nhà đâu. Lần trước chị cũng nói là tiền cây cũng gửi 100 triệu rồi còn gì. Lần trước con cái gì mà toilet gì này kia, toilet cho xây mấy chị bạn mẹ chị xem tới 30 triệu cũng chẳng gửi về đấy, có nói gì không? Lần này mới thôi nhà chưa trả tiền lương cho mấy đứa trong cái đó là gần tết nữa mà đòi 50 là chị đưa 50, ví dụ là trong tuần sau đòi 100 thì chị phải đưa 100 nữa hả? Ủa, mỗi lần đầu là mỗi lần đưa hả? Chị nói là đưa mẹ chị mượn 50 nữa hả mà. Thôi chị đừng có cho bái mượn. Ở nhà em kế nhà mấy em biết đó, ngày nào cũng đi nói xấu chị với người này người kia chứ. Sao mày biết nó xấu? Sao không? Tao kế nhà chị bộ. Nó xấu à? Nó xấu chị Duy Tú này, nó xấu chị Tú này chứ ai. Ủa mày là em tao hay là mẹ em ai vậy? Ủa em nói đúng mà. Cút ra ngoài vậy? Không, chị Duy Tú. Vậy là mẹ chị có nói xấu thì kia bởi vì nó nói đúng rồi. Sao mấy ông gà nghe thấy mẹ chị điệu lên, sao chị không lo cày kiếm tiền cho mẹ chị đi, còn chị đi mượn chị Tú. Ủa chị cũng làm nghiêm túc đó mà. Chị cũng làm với nó thôi. Chị phải quen giỏi hơn mà rồi. Nhưng mà trong khi đó là mới đưa tiền cho mẹ chị tuần trước rồi, giờ hỏi cái gì đưa nữa. Lúc nào mà hỏi chị cũng đưa chân á. Tiền đâu mà có mà đưa hoài vậy. Chị nói mẹ chị mượn em thôi mà, chừng nào cắt nhà xong mẹ chị coi hỏi người ta bán đi đắt trả lại cho em. Mẹ chị cắt nhà xong cả tháng nay rồi còn tiền cây gì nữa. Cái lúc mà mẹ chị cắt nhà là chị đã đưa tiền phụ cắt rồi chứ bộ. Chứ đâu phải là chị không đưa đâu mà mỗi lần đòi là chị. Nhưng mà còn thiếu một cái miếng vách ở bên. Còn miếng vách ở bên là 50 triệu. Thì tiền cây này kia cây mẹ mua. Là chỉ có một miếng vách thôi mà là 50 triệu. Mua trả tiền này tiền kia nữa cho ông ta chị. Còn chừng nào mẹ hai người trả tiền cho tôi. Thì mẹ em nữa lãnh lương của ông ta. Ủa em nói gì đó tiền. Tiền đó cũng là tiền của tụi mình làm ra mà. Ủa tiền của tụi mình làm ra. Em biết là tiền của tụi mình làm ra thì phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý chứ. Không lẽ mẹ chị mới là người hỏi. Nhưng mà cái tiền này nó phải cho. Ủa là tiền của em mà. Cái này cho mẹ em mượn mà. Trăm triệu cũng là cho mượn á hả? Ờ. Ủa cho mượn khi nào mẹ chị có nói tiếng nào là mượn không? Ủa chừng nữa mẹ chị trả lại cho em thôi chứ. Ủa chắc gì mẹ chị đã trả tiền cho. Ủa chị nói trả thôi sẽ trả cho em mà. Ủa cái này giờ mẹ chị mượn đâu đi. Mẹ chị mượn đâu chị toàn là chị nói à. Biết chắc gì mẹ chị đã trả cho em. Chắc có làm sao chị trả. Biết bao nhiêu người đâu mẹ nên nói đi kim vàng nói là mẹ chị nói xấu em đâu. Biết bao nhiêu người nói. Biết bao nhiêu tiền chưa. Mày im miệng không đi nha. Ủa mất gì em. Mày cũng im miệng không đi. Ủa mày là em của ai mà sao mày bên dưới ở. Mà chị biết đâu mà. Mày không biết được câu mẹ mày có liên quan chị ta không biết. Ủa là sao mày có liên quan chị đây. Tiền của tao là chuyện của tao làm gì mày nói vậy. Của con chị nó em nói nó có được nghĩ sao mà cho đã từng trước đã đưa 100 triệu rồi đâu phải cho mượn đâu. Rồi tuần này 50 nữa trong khi đó cọc nhà là 2 tháng tiền nhà là 20 triệu rồi trả tiền trước 1 tháng là 10 triệu là 30 triệu rồi mấy đứa tiền lương của mấy đứa cũng mấy chục triệu nữa. Tiền đâu em đưa cho chị hoài vậy. Tiền đâu ra mà hoài mà đưa cho chị. Hay là chị muốn làm bao nhiêu cũng nho đổ về tiền cho mẹ chị hết. Rồi mẹ em không có gì rồi. Nói chung là phân biệt đối xử vậy hả? Ủa em cũng gửi cho mẹ em. Ủa bữa nay em nói mẹ chị làm sao? Trong khi đó em chị mới gửi đây từng trước 100 triệu mà em làm cả 2 năm nay mới gửi về cho mẹ 90 triệu hết. Mẹ chị cầm cái là chị có đưa trong khi đó là tiền. Lúc nào chị cũng nói là tiền của hai đứa là tiền chung của hai đứa. Em chưa
kịp nói quyết định của em thì chị đã gửi tiền về rồi, chị gửi xong rồi chị mới nói với em. Nhưng mà em có nói tiếng nào không? Em có nói tiếng nào không? Bữa nay chị hỏi em đã nói là không có tiền rồi, chị cứ hỏi hoài. Lúc nào cũng tiền, hỏi là đưa không? Chị Tú cũng phải chi nhiều tiền lắm mà. Tiền nhà và tiền ăn uống nữa. Thương mà bắt con được cài cuốc kiếm tiền
hoài. Mẹ tao mày có bắt gì là cày cuốc kiếm tiền về đưa cho mẹ tao đâu. Nhưng mà tao cái gì trả lại ép buộc còn gì nữa. Mày như là người mới vô mày cũng không muốn biết. Mày tao thì tao nói đâu có biết, tao có biết không? Mày đi mày có biết gì đâu. Mày đi đi, mày cũng vậy đó đó. Tao nhà tao biết. Người nhà thì mày mẹ mày. Ừ mà tao nói cũng vậy. Mày tao mày em cũng chỉ tiền chứ bộ. Mẹ nói đúng hả? Thì đúng thì nó bên thôi. Chứ có nói sai gì đâu. Mẹ của chị là mẹ của chị là nhất. Nhà chị là nhất. Gia đình của chị là số 1. Bữa nay em ăn nói cái gì vậy? Em ăn nói với mỗi phim mà. Ủa em ăn thấy em ăn nói bình thường mà. Chị nói rồi sao mẹ tôi không thương tôi đó rồi sao? Được chưa? Ừ mẹ chị đâu thương chị đâu. Rồi sao? Ừ khi em nói là mẹ chị đâu thương chị. Gia đình em thương em lắm. Ừ gia đình em thương em. Ừ. Ngủ lắm em cui vô nghe em cui. Có chị nghe chứ. Rồi đi đâu mà được chưa? Chưa. Không có ai mà mày dám thì chứa đây. Mày làm gì mày đang sống qua người ta nữa rồi. Chị đi khóc. Em không đưa gửi tiền gì chị bán cơm. Chị gửi tiền gì cho mẹ chị nha. Ủa mất gì phải bán cơm. Trong khi đó cái đó là cũng là tài sản chung của hai đứa. Hỏi đúng là bán cơm vậy hả? Không đưa tiền là bán cơm. Chị tài sản chung của hai người mà không làm cái bán cơm hả? Ví dụ gia đình em cần tiền em bán cơm em đưa hết luôn mà chị chịu không? Chị có dám tiền không? Chị bị khùng hả? Ủa tự nhiên không cho tiền cái loại bán cơm là sao trời? Ủa mẹ của chị còn nguyên cái miếng đất mà thằng kêu không kêu bán đi. Miếng đất đó có giá mà sao hỏi chút là bắt gì như đứa này đứa kia vậy? Mắc gì chị phải bán cơm? Trong khi đó đó là tài sản của hai đứa mình cố gắng mà. Bán kênh được bao nhiêu tiền? Ví dụ sau này mẹ chỉ có cần tiền nữa thì chị bán cái gì? Chị còn tài sản gì đó chị bán không? Lẽ chị bán con chiếc xe radio của chị hả? Ví dụ 21 tháng mình cắt nhà, chị đứng tên xong rồi mẹ chị cần tiền, chị cũng cầm cố cái giấy đó rồi chị đi đưa cho mẹ chị tiền nữa hả? Em nói đúng không? Chị nghĩ cho mẹ vậy chứ không nghĩ chị tốn hết trơn vậy. Còn 27 nhà nữa là tính
quà Tết gì cho ba mẹ không chứ? Có khi nào chị nghĩ tới mấy điều đó chưa? Chứ thời đó, vậy là ngầu rồi đó. Lại như về phòng đi. Chứ
chuyện của em mà giờ nó đây chứ cô phẩm mới chịu hoàn nó đó của em luôn á. Ủa ta có cái gì cái người của em lâu tiền sao mấy đứa đi đâu đây đó vậy là mượn tiền trả rồi đó mày cắn miệng chó là vô rồi đó nha mấy đứa vô phẩm đi sao không ngồi giỡn sao chết mẹ rồi chết gồm chim tôi cũng quá tao sợ mẹ tao không để cho mày sợ sợ gì nha chuyện đang có chuyện với Trâm mà mày nói mẹ tao nói xấu ai nói xấu ai em ơi mày đừng có đi xuyên tạc mẹ tao vậy nha rồi vô phòng rồi đó vậy thì vô phòng rồi vậy là một tiền trả rồi